quen rồi. Dạ. Mấy này nó quen thì giờ vào tầng bạch qua ngại luôn đúng không? Tuyệt vời. Đấy, khi mà bơm thì anh lỗ ra ngoài ấy, là anh bỏ gạch luôn, là bơm luôn. Đấy, chống thấm luôn. Bơm như thế này thì là nó vào các kẽ luôn. Đấy là chủ nhà yên tâm cái việc mà chống thấm, chống tiếc. Anh Tuân là áp dụng máy phun là hơn 1 năm rồi anh em nhá. Các anh phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng. Bơm nhanh không? Có tí rồi này, mấy phút. Làm cái này quen ra chưa anh? À, quen rồi. Dạ. Làm cái này nó quen thì giờ vào tầng bạch qua ngại luôn đúng không? Tuyệt vời. Đấy, ở đây là có thợ lao trước 3 mét để lấy cữ luôn anh em này. Để gạt luôn nhá. Đấy, anh em hỏi là có làm được luôn không ở đấy nhá. Đấy. Đây là phun tầng 2 anh em này. Đấy. Ở dưới đường này. Dạ. Đấy, phun tầng 2 này. Đây, ở đây là bác thợ là phun ở bên này. Bên này là bắt đầu là bác thợ này là gạt trước lên phẳng và sử dụng trước dây theo cái cữ mà mình gạt trước đó để làm mặt luôn anh em nhá. Đấy. Cái vữa này là nó có phụ gia chống co ngót đột ngột và chống mất nước cũng như là tăng độ bám dính, đông kết chậm, nên là các bác thợ là làm rất là túc tắc chứ không phải vội vã sợ cháy giống như vữa thường anh em nhá. Và vữa này nó chống thấm chống nứt rất là tốt. Đấy, cực tốt luôn cho chủ nhà. Đây là đang trên tầng 2 nha nhá. Trần nhà này không phun đâu anh em ơi. Trần nhà này là mình đóng thạch cao, nhà đóng thạch cao. Dạ. Tôi nhắc lại là tường không phải tưới anh em nhá, tường không phải tưới. Đối với vữa này là tường không phải tưới. Và tất cả những cái lỗ giáo như thế này anh em này, đấy, thấy chưa? Những cái lỗ giáo ngoài này, khi mà phun như thế này thì anh ấy chèn gạch vào và phun đầy cái lỗ luôn, đấy, chống thấm chống nứt là siêu tốt luôn. Đây là đang trên tầng 2 anh em nhá. Tầng 3 thì vừa đổ sàn xong đấy, đây đang chống và hoàn thiện giữa tầng 1, tầng 2 luôn. Đấy. Đây anh Tuân đấy. Ôi này, ngầu quá anh ơi. Ngầu đấy. Ngầu đấy. Đấy, ok đấy. Đây. Máy là các chỉ phụ đang đảo dưới này, thấy chưa? Đó. Rất là sạch sẽ anh em ạ. Rất là thích. Đây, thì đây, tươi nhá. Lên YouTube nhá. Đấy. Cái nhà sạch sẽ này là rất là thích anh em ạ. Cứ đến đâu mà thi công mà sạch sẽ thế này là thích lắm.
Cái đấy là đập vào mắt là máy móc sạch sẽ rồi, nhà sàn chiếc là chị quét hết. Cứ phải sạch sẽ là thích nhất. Đấy, em nhờ bảo tí. Đúng rồi, tại vì em cũng làm công trình ra mà, nên là cứ sạch sẽ là thích rồi. Đấy. Đấy, thỉnh thoảng đá cái phếu để cho vữa nó chặt xuống nha anh em. Thỉnh thoảng mới đá thôi. À, chia sẻ với anh em một cái nữa là anh Tuân rất là hay anh em nhá. Anh Tuân là anh làm một cái xe như thế này luôn này, chứ không phải là xe kiểu xe bò kia nữa, mà anh đầu tư luôn một cái xe kiểu này, bánh này bánh nhỏ anh em nhá, để cho nó tiện, và nếu mà có để đặt phếu lên thì các chị xúc nó cũng không bị mệt này. Đấy, làm cái xe này luôn này. Đấy. Anh Tuân làm là vừa hơn 1 năm anh em nhá.